Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Anh tổ thiên hạ anh em ơi, thiên nhai minh nguyệt đào của VNG nhá. Game này ra hôm 15, hôm nay mình chơi thử xem như thế nào. Nghe thấy là quảng cáo đồ họa nét lắm. Wow, ghê vậy. Đây là một phái gì đây? Thái Bạch. Thái Bạch thì sức sát thương rất cao, sinh tồn thì cũng tầm trung nhưng có thêm một chút cơ động nha. Nhưng ưu điểm là về sát thương. Wow, đây là mình đang chơi trên phiên bản PC nên trông nó khá là mượt anh em nhá. Nếu như anh em nào mà không thể nào mà tải được phiên bản PC do nó cũng khá là nặng ấy, thì có thể là chơi trên cái giả lập LD Player thì mình có thể đường link dưới phần mô tả nha. Ok. Ui, ngầu thế. Nữ hiệp xem như thế nào nào. Chờ mình chút nha. Nữ hiệp. Wow, nét căng đét luôn anh em ơi. Tiểu muội à? Ô, không có tiểu đệ à? Ô, vẫn vậy, nhìn chỉ cứ như kiểu là nó bé hơn đấy chứ chả khác thì mấy anh em ạ. Cầm ô, thiên hương. Ôi à, ra gì và này nọ đấy chứ. Có nữ hiệp này. Ừ, nữ hiệp nhìn nó vẫn cứ là chất chơi người rơi hơn nha. Trường hợp này thì tôi chọn nữ hiệp anh em nhé. Thần uy. Thần uy thì môn phái này mạnh về sinh tồn này. Ôi, có cả cái cung đằng sau này anh em này. Ghê vậy. Wow, được nhờ. Thấy là tạo hình đây trông kinh khủng đấy anh em ạ. Chất 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 anh em ơi. Tiếp theo là môn phái gì đã. Wow, sao môn phái này độ khó ghê đấy. Tầm xa. Đường môn à. Ê à, có thêm con rối nữa anh em ạ. Trông ma mị ấy. Cái bang. Khống chế luôn. Được quá nhỉ. Có con sói trông cũng ngầu ấy chứ. Ủa, nhưng mà sao mấy cái môn phái ở đây thì mình đều không thấy tiểu đệ đâu, chỉ có mấy tiểu muội anh em nhé. Và thêm môn phái nữa là Di Hoa. Môn phái này cơ động khá là tốt này. Rồi luôn. Ê, càng nhà. Không biết nên chọn môn phái nào chơi cho nó chất đây anh em ơi. Cái bang. Tầm xa không? Môn phái này đánh tầm nào? Cận chiến anh em ạ. Có nhà. Ok, mình sẽ chọn môn phái cái bang đi. Nhìn có vẻ là say sưa đây anh em ạ. Đây là mình có thể lựa chọn được kiểu tóc anh em nhé. Đặt trước xem nào. Ủa, khoan, sao lại đặt trước ta? Nổi tiếng thì là như thế nào? Không có luôn. Ê, đây, cái bang của nhìn râu ria như này nhìn nó mới chất chứ đúng không anh em? Và mình thích mấy quả có râu rồi nhá. Ê, thằng này nhìn đẹp này. Tóc ảo mà Canada thế thì giống ai nhỉ? Hề luôn, tóc này giống ai nhỉ? Trông cũng được này. Khá là bụi bặm. Ôi, mắt đỏ luôn. Đâu nhỉ? Môn phái luôn. Cái gì đây? Dark Winunet à? Có gì đâu. Đây. Mình thấy cái quả này trông ngầu đấy anh em ạ. Uầy, được cái chứ. Ui giời ơi, xịn sáu con bò luôn. Tạo hình theo ảnh luôn này. Uầy, được nhỉ. Còn có tạo hình theo ảnh luôn anh em ạ. Khác gì đây? À, đổi tên. Quyết định sau. Để mình xem là đeo thử là cái gì đấy. 1. Kính à? 2. 3. What the fuck man? Thôi, bỏ trang sức thì bỏ đi anh em nhá. Tiếp theo là về y phục. À, bên này mặc như một con đùi vậy. Ủa? Sao chỉ có mặc thử nhỉ? Cái này có chọn được luôn nhỉ? Không. Úi dồi. Động tác. 1. 2. 3. Gì đấy? Quạt anh em ạ. Úi trời ơi, thôi. Chịu rồi. À đây này, động tác này nhìn được này anh em này. Ok đấy. Wow, tuyệt vời anh em ơi. Bối cảnh thì sao?
đây là mình có thể xem trước thôi, chứ đây là về liên quan đến thời tiết anh em ạ. Ui, thật vãi anh em ơi, nhìn trời mưa là có hạt mưa luôn này, kinh nhỉ. Được anh em ơi, tiếp. Ui, cái này còn chỉnh trán, gò má, cằm, bảo sao cái này chúng ta hoàn toàn có thể là tạo hình theo ảnh được luôn ấy. Được cái chứ, mình thử quả tạo hình theo ảnh cho nào. PC không hỗ trợ à? À, hỗ trợ trên điện thoại anh em ơi. Chắc lúc đấy mình sẽ dương quả camera lên là nó sẽ tạo hình luôn. Hình đấy, thôi được. Thế đây mình đặt tên là Andy. Đồng ý luôn. Hả? À, sử dụng rồi á, ảo thế. Andy 19. Ok ngay. Chơi nhỉ? Môn phái này thì thất cái gì đây, khuynh hướng tinh vận là thất sát, thân phận đề cử du hiệp, đồng hành đề cử là Minh Nguyệt Tâm. Kế tiếp chơi thử xem nào, ra gì và này nọ. Hiệp khách đảo, hải khách quy lai, đàm doanh châu yên đào, vi mang tín nan cầu, dục tướng vân phàm khoán bạch mã, thả quan thương hải tự hoành lưu. Ghê đấy, cái bang chiến lược 1, khiếu nguyệt lôi đình, chuyên đột tiến khống chế, thích hợp cho các trận thi đấu đối kháng. Quả loát lâu vậy. Đây rồi anh em ơi. À, cái gì đấy, ngồi thiền luôn. Cái gì? Ủa, âm thanh gì vậy? Nhưng mà không có lồng tiếng Việt anh em ơi. Vút này là để thay đổi góc nhìn. Ok luôn. Tự động tìm đường này. Đấy, chưa gì vào đã có một skill khống chế rồi anh em ơi. À, chạy được luôn anh em ạ. Được. Thích khách à? À đúng. Vị khách không mời. Ôi giời, chưa có tự động đánh, mình phải đánh thôi. Ấy à. Ôi. Khả năng cao là có Hàn Lăng Phật Bất Trưởng anh em nhá. Skill của cái bang này trông vậy chất chơi đấy. Giật mình tưởng chạy trên mặt nước luôn ạ. Đôi 4-5 thằng à. Ui, có chó sói này. Ngon ngay. Trên đảo xuất hiện cái gì đấy? Hiện tượng lạ. Ok. Ui. Hắc y kiếm khách. What the hell? Trùng hoa. Ui. Wow, được nhỉ. Lưỡi sắc đi mưa. Khá lắm, còn sống sót đến chỗ này. Các người, rốt cuộc là ai? Kẻ lấy mạng của người. Tiếc thật. Ui, dừng tay. Sư huynh. Hả? Sư huynh á? Như nào? Thế là mình được cứu rồi à? Thức dậy. Ngoài phong cách của mình ăn mặc nó giống Hy Lạp ấy nhỉ? Đi xỉu à? Sư huynh. Sư huynh á? Gì vậy? Sư huynh trông trẻ hơn mình vậy? Vãi kẻ trưởng. Bịp thích nhở? Đáng lẽ ra mình đã chọn cái diện mạo nhiều râu thế này rồi thì sư huynh của mình nhìn nó cũng phải già hơn tí chứ. Điều chưa ai biết này, trò chuyện với cả sư huynh.
hình như ta đã có một giấc mơ rất dài. Ui giời ơi, thì ra nãy giờ là nằm mơ anh em ạ. Trong mơ có người muốn lấy mạng ta, chỉ là mơ mà thôi. Giờ thì ổn rồi, ngươi cảm thấy khỏe không? Mọi thứ đều ổn, nhưng mà ta chỉ nhớ được cùng ngươi rời khỏi môn phái, sau đó xảy ra chuyện gì hoàn toàn không nhớ. Đây là đâu? Sao chúng ta lại ở đây? Nơi này là Hiệp Khách Đảo. Ta đưa ngươi đến đây thăm tiền bối, trên đường đi thuyền gặp sóng to gió lớn, đầu ngươi bị va đập nên có vài chuyện ngươi không nhớ rõ nữa. À, thì ra là thế. Va trúng đầu, nhưng sao ta cảm thấy lồng ngực lại đau nhở? Ê, ngươi từ nhỏ đã mau quên, đừng suy nghĩ nhiều. Đi, đó dẫn ngươi đi gặp hai vị tiền bối. Wow, đoạn này nghe vẻ nó cứ thắc mắc cái gì ấy. Cũng đúng, từ nhỏ ta đã hay quên, chỉ có sư huynh chưa từng gạt ta. Chúng ta phải đi gặp vị tiền bối nào vậy? Hai người mà ngươi ngưỡng mộ từ nhỏ đến lớn, kéo ta nào. Collect quả skill bay lượn nha anh em. Bay nhưng mà rất say anh em nhá. Ok, cái gì đấy? Bịp à? Thế là đến chưa? Mình cảm giác như kiểu là bay tại chỗ mà sao là đến nơi rồi nhỉ? Ảo thật. Rồi, chương 2 rồi nha anh em. What the fuck? Ông này lúc nãy như vừa gặp xong mà. Rồi, tỉ thí à? Ui, bình tĩnh đấy. Phi tiêu. Rồi, đồ 6-8-10 cái. Né hết luôn ạ. Phản út. Ôi à, đao to thế mà con dao kia nó vẫn đỡ được. Ảo thật ý. Ui, xịn nhờ, xịn nhờ. Ui dạ. Cũng ngàn tài ngàn sức đây anh em ơi. Tiếp tục là ba cái phi tiêu. Trúng không? Ôi dạ, ôi dạ. Ê à, sư huynh chỉ một cái phẩy tay mà cũng ghê gớm chứ nhở. Phó đại ca, Diệp đại ca. Một thằng phó, một thằng Diệp anh em ạ. Diệp Khai và phó Hồng Tuyết. Chà, cuối cùng ngươi đã chịu đến tiểu sư đệ. À, đã chịu dẫn tiểu sư đệ của ngươi đến rồi. Diệp đại ca lại nói đùa rồi. Nào, xin chào hai vị đại hiệp. Ủa, mình giống như là tiền bối của các vị này vậy. Trông mình già vãi trưởng anh em ạ. Chưa gì đã gạ là solo rồi. Ta không phải ai cũng có thể ra đấu với Hắc Đao Phó Hồng Tuyết. Qua hôm nay là ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Đến đây. Đu. Chơi luôn anh em ạ. Diệp Khai trợ lực cho ngươi. Công lực tinh tiến. Đấm luôn. Đấm luôn này. Ủa, cái gì ấy? À, đây là kết hợp với cả phím này là để chúng ta có thể là né chiêu này. À, có thể đánh được mà. Ui, ui, ui. Ui, 6 này. À, 456. 3456. Được rồi, không đánh nữa. Tỉ thí chỉ có vậy thôi á. Trò chuyện với hai vị tiền bối luôn. Đánh xong rồi, đánh nhau xong rồi bắt đầu lại trò chuyện à. Khá lắm. Phó đại hiệp đang khen ta sao? Ngươi tuổi còn trẻ mà đã được Phó Hồng Tuyết chỉ điểm, còn được khen ngợi nữa. Xem ra tiền đồ tươi sáng đó. Đó quyển tâm pháp tên là Vạn Lưu Quy Tông tặng cho ngươi. Với tư chất của ngươi, nếu chăm chỉ luyện tập, không chừng giang hồ 10 năm nữa sẽ là chuyên thuyết của ngươi. Nghe đấy. Hơi tiếc là tựa game này nó không có cái lồng tiếng của tiếng Việt. Vừa nghe tiếng Trung nhưng mà vẫn phải đọc gọi là Việt sắp, nghe hơi chán anh em ạ. Nhưng mà không sao. Đa phần thì chúng ta sẽ bỏ qua cái đoạn hoạt cảnh thôi. Chắc là chẳng có ai ngồi đọc mấy cái đoạn hoạt cảnh cốt truyện này giống như mình đúng không? Và nó bỏ qua cho nhanh luôn. Nhưng mình phải công nhận là đồ họa ở trên PC con game này càng đét luôn anh em ạ.
Nếu như mà chơi giả lập thì chắc chắn là nó sẽ không được nét như thế này. Chơi trên điện thoại tất nhiên nó bé rồi. Nhưng mà trong trường hợp mà máy anh em mà cấu hình không đủ thì hoàn toàn là có thể tải giả lập về nhá. Sau đó thì chỉnh cái cấu hình ở trong game nó xuống cái mức độ gần như là thấp nhất ấy. Thế là trong trường hợp anh em mà nghiện quá muốn cài cuốc treo máy trên máy tính thì bắt buộc chúng ta phải làm vậy nha. Còn nếu như máy anh em đủ khỏe thì cứ tải bản PC để chơi là perfect nhất. Cái gì đây? Khi ta vừa vào giang hồ, hắn là người đầu tiên cho ta, cũng là người đầu tiên cho ta biết cái gì là vừa vào giang hồ, sinh tử do mệnh. Yến Nam Phi. Rồi, Yến đen, Nam Phi mà, nghe vẻ là đen đấy. Sau khi hắn rời đi, ta lại quen rất nhiều người. Wow, đôi bốn năm người, trải qua nhiều yêu và hận. Diệp Chi Thu. Ghê nhà. Ly Ngọc Đường. Đây là những người bạn của ta. Tiếu Đạo Nhân Khúc Vô Ức. Mộ Tình Cha, xinh gái này. Đường Thanh Phong. Đôi bốn, nhiều đấy. Rồi luôn. Ui đẹp vãi. Bách Hiểu Sinh. Tô Tiểu Bạch. Công Tử Vũ. Minh Nguyệt Tâm. Wow. Lúc nãy mình thấy nó có đề cử là Minh Nguyệt Tâm này như kiểu đồng hành này. Lam Tranh. Rồi. Ok luôn. Đây là ai? À, vũ khí thanh niên này lạ đấy. Thẩm Cô Hồng. Rồi, ông này nữa. Gì vậy? Sư huynh phòng xin. Ta nhất định sẽ tìm được con đường của riêng ta. Ok này, à, bắt đầu là lên thuyền đi phiêu lưu anh em ơi. Bỏ sư huynh ở lại rồi. Chắc là nhặt được cuốn võ học của hai vị tiền bối để lại, xong bây giờ bắt đầu mới lao vào để phiêu lưu nha. Chà, được đấy nhở. Cái băng sau khi chống đỡ kích hoạt phản kích, dùng phản kích nhanh chóng tiếp cận kẻ địch và xóa định lực của kẻ địch. Chưa hiểu lắm. Đạm Đạm Suy Yên Trách Trách Kiều. Mới vào Giang Nam này. Ồ, bây giờ bắt đầu chương 1. Khi mà phiêu lưu giang hồ anh em ơi, tất cả cái kia nó chỉ là cốt truyện ban đầu thôi. Càng đét đèn đẹp luôn. Ok, thì mình thấy đây là một tựa game nhập vai mà đồ họa khá là mắc quinh. Còn lối chơi thì cũng mang tính là kiếm hiệp này, phiêu lưu hành tẩu giang hồ. Nếu anh em nào mà yêu thích cái tựa game này thì có thể trải nghiệm thử xem như thế nào nhá.